Hà Nội, đừng quên lắp nắp cống, dân nơm nớp lo thụt hố. Con đường dài khoảng 300 đến 400 mét, nằm ngay cạnh 4 tòa nhà chung cư Lạc Hồng và Sunshine Riverside, thuộc địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Phản ánh với dân trí, người dân sinh sống tại đây cho biết, con đường được đưa vào sử dụng khoảng hơn 2 năm nay và chưa từng được lắp đặt nắp cống. Mỗi khi di chuyển qua đây, người dân phải hết sức tập trung nếu không có thể bị thụt xuống hố bất cứ lúc nào. Mặc dù là con đường phía trong của khu chung cư nhưng buổi chiều vẫn có nhiều trẻ nhỏ và người lớn ra đây vui chơi, thả diều. Người dân cho biết đã có ý kiến với chính quyền sở tại nhưng không thấy có thay đổi gì. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng lại khẳng định, chưa từng nhận được phản ánh của người dân về con đường quên lắp nắp cống này. Con đường thuộc phần đất của dự án khu đô thị Nam Thăng Long, Sibucha, nhưng hiện nay lại nằm ở khu vực giáp ranh giữa khu chung cư Lạc Hồng, chung cư Sunshine River và các ô đất chuẩn bị thực hiện nhiều dự án của các chủ đầu tư khác nhau. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!